Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đăng tải một video kèm dòng chú thích: "Năm nay vẫn có Táo Quân nhé", khiến người hâm mộ và khán giả tò mò, háo hức. Nam nghệ sĩ tiết lộ, chương trình Táo Quân 2024 sẽ mang một diện mạo mới, một phiên bản khác, lạ và hoàn toàn mới so với những mùa trước đó, do Trần Lực đạo diễn. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về việc chương trình Táo Quân 2024. Thậm chí, dù chưa được xác nhận từ phía nhà đài VTV, nhưng trên các hội, nhóm, triệu vé, vé Táo Quân 2024 cũng như bảng giá quảng cáo, rục rịch được chào bán. Về nhân sự, Chí Trung cho biết 50% dàn nghệ sĩ cũ tiếp tục đóng Táo Quân 2024, số còn lại vì quá bận rộn công việc nên không thể sắp xếp tham gia được. Cùng với đó sẽ là dàn diễn viên mới, trẻ và có chất lượng. Nội dung chương trình năm nay vẫn bám sát với những biến động của đất nước trong một năm qua, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Táo Quân là chương trình hài kịch, truyền hình, sản xuất lần đầu vào năm 2003, được khán giả yêu thích vì nội dung hài hước, trào phúng, có nội dung đả kích thâm thúy khi nhìn lại những sự việc có tính nổi bật mỗi năm. Sau mỗi lần phát sóng, Táo Quân đều thu hút lượng lớn người xem và quan tâm. Năm 2020, Táo Quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới. Năm 2021, Táo Quân trở lại phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng Công Lý và Xuân Bắc. Trong khi nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc bận rộn với vai trò điều hành nhà hát kịch Việt Nam, thì nghệ sĩ nhân dân Công Lý gặp sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai vai diễn Bắc Đầu và Nam Tào lần lượt được trao cho những gương mặt trẻ là Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam. MC Thảo Vân cũng không xuất hiện chào kết do sự thay đổi trong chương trình. Năm 2023, Táo Quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản Một Cuộc Thi Sắc Đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần 2 thập kỷ qua như nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung.